bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền phải hồi quang phản chiếu. Đi đứng nằm ngồi, không lìa bỏ nó. Lìa bỏ cái đó, tức thành lầm lỗi. Cái đó là cái gì? Chính là câu thoại đầu để chúng ta dùng công tham thiền. Lấy chân tâm mà tu đạo, đề khởi câu thoại đầu rồi nghiền ngẫm một cách miên mật, không dứt đoạn, hàng giờ hàng khắc, từng phút từng giây. Ta không cho phép một tà nghiệp hoặc một vọng tưởng nào xen vào. Tóm lại, trong tâm tư, niệm trước niệm sau, chúng ta ròng rạc tham ngẫm câu thoại đầu. Vậy thì đâu còn thời gian nào khác để nói chuyện với nhau, để làm rộn người khác. Cũng không có cơ hội để lười biếng nghỉ ngơi, càng không có dịp để nói chuyện thị phi, chuyên một lòng giữ câu thoại đầu để tham ngộ. Kể rằng, mọi sự qua suôn sẻ, khó xả duy nổi nóng, nếu quả không tức giận, đó là Hoàng Ngọc Ý. Lại không biết hận người, sự việc đều trôi chảy, phiền não chẳng hề sanh, lấy đâu tạo oan nghiệt, thường chỉ rặt trách người, khổ đau chuốc mãi mãi. Người tham thiền nếu có được thái độ như vậy mới mong có ngày nhập môn. Tại thiên đường, ai ai cũng phải hồi quang phản chiếu, quay về nơi mình, tự hỏi mình có phải ta đương dụng công, hay là đương phóng tâm theo vọng tưởng. Hãy nhìn chính mình phải chăng ta đương chiếu sáng để xem xét chính ta, hay là ta phóng quang ra ngoài để soi ngoại cảnh. Đó là điều chúng ta phải rất mực chú ý. Dụng công nơi thiền đường, ta phải nhớ rằng, ma ha tát chẳng lý tới kẻ khác, Di Đà Phật ai nấy tự lo lấy. Từng thời từng khắc tự quản thúc lấy mình, đừng xen lấn vào việc người khác, càng không nên làm phiền hà đến họ, hoặc làm chướng ngại sự dụng công của mọi người, khiến họ có thể bị lỡ mất cơ hội khai ngộ. Những hành vi như vậy không thể chấp nhận được. Như tôi thử nói với quý vị, thành thật nhận lỗi mình, không bàn lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi ta, đồng thể gọi đại bi. Nếu ai ai cũng có tư tưởng đó, thì tất cả đều một lòng một ý tu hành, không còn nghĩ gì khác, chẳng còn nhiều chuyện bàn tán, làm rộn đến mọi người. Người tham thiền cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn đề căn bản, đó là vấn đề gì? Chính là tập khí. Ngồi thiền là để loại trừ tập khí, để thanh lọc tâm tư, để giải trừ những thói xấu đố kỵ những ai hơn mình. Hãy mang những tâm đố kỵ, những tâm phiền não vô minh, gạt bỏ hết. Có như vậy, trong tâm sẽ tỏ lộ, trí huệ sẽ hiển bày, và lúc đó thiền giả mới có hy vọng nhận được tin vui. Bởi đâu mà người ta ưa thích những chuyện thị phi? Chính vì ngu si. Bởi đâu mà sanh tâm tật đố? Cũng là do ngu si. Bởi đâu mà có tâm hại người? Là ngu si hết. Phàm làm những chuyện không hợp lý đều do ngu si mà phát sanh ra. Vậy bởi đâu mà có ngu si? Chính vì không chịu tu tập thiền định nên không có trí huệ, cho nên chúng ta cứ lẩn quẩn trong vòng nhân ngã thị phi không ra khỏi được. Do đó chúng ta phải hồi quang phản chiếu, nhìn nhận lỗi mình trong quá khứ, dốc lòng hối cải, trở nên khư khư giữ chặt những tập khí xấu xa mà không chịu buông bỏ. Tại sao khi ngồi thiền lại buồn ngủ? Bởi vì cầu pháp mà lòng không chân thật. Nếu như ai thành tâm cầu đạo thì tuyệt đối không bao giờ buồn ngủ. Quý vị hãy thử xem coi tôi nói lẽ đó có đúng hay không. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980.